Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, hiện nay riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã có tới 18.000 căn hộ tái định cư chưa có cư dân về ở, để hoang nhiều năm dẫn đến tình trạng xuống cấp hư hỏng. Điều này cho thấy việc quản lý sử dụng quỹ nhà tái định cư vẫn còn nhiều bất cập, gây lãng phí tài nguyên đất đai cũng như là ngân sách của nhà nước. Vâng, thưa quý vị, đây là bức tường bao quanh của một dự án nhà ở tái định cư tại Hà Nội. Như chúng ta có thể quan sát bằng mắt thường thì không biết từ bao giờ cánh cửa sắt này đã không được mở ra với tình trạng hoen rỉ và xuống cấp. Cùng với đó thì các cây và xung quanh thì đã cao hơn cả đầu người như thế này. Còn bên trên thì tòa nhà tái định cư này đã có nhiều dấu hiệu xuống cấp. Và đây là thực trạng tại tòa nhà tái định cư N01D17 Duy Tân, được khởi công từ năm 2010 và dự kiến hoàn thành vào năm 2013. Tuy nhiên, không biết vì lý do nào mà đến nay tòa nhà ngay tại giữa trung tâm vị trí Hà Nội, đất vàng lại bỏ hoang như thế này. Mình đi qua thì thấy là cái tòa chung cư này bỏ hoang cũng khoảng một chục năm rồi. Thì với là một người trẻ như mình ấy, thì là điều kiện ở Hà Nội là chung cư chi phí khá là cao, qua là chung cư như này ở đây ở giữa cái thành phố Hà Nội này bỏ hoang cũng rất là lãng phí. Đất Hà Nội rất chật người đông mà cái tòa nhà này cũng không hiểu vì lý do gì mà kiểu nó để không. Thì nói chung tôi cũng mong kiểu nó đi vào để hoạt động các thứ để cho mọi người, nghĩa là có chỗ để ở. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện trên địa bàn có 174 khu nhà tái định cư đang được sử dụng và có tới khoảng 4.000 căn chung cư bỏ hoang. Trong đó, nhiều tòa nhà tại ngay các vị trí trung tâm thành phố. Không riêng gì Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có tới hơn 14.000 căn hộ tái định cư chưa bố trí người vào ở. Đơn cử như tại dự án này, cách trung tâm thành phố khoảng 20 km, khu tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh được đầu tư với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng, trên diện tích hơn 30 hecta, dành để tái định cư cho những hộ dân bị giải phóng mặt bằng trên địa bàn từ năm 2012. Toàn bộ khu tái định cư có khoảng 500 đất nền, gần 2.000 căn hộ. Thế nhưng, sau hơn 10 năm hoàn thành, nơi đây vẫn còn khoảng 1.500 căn hộ chưa có người ở và đang xuống cấp. Thì cái lượng người chưa có đầy đủ còn ít. Cũng muốn làm sao mà để cho dân về ở đông nó đầy đủ một cái lóc như vậy để sau này cái hướng mình thành lập các cái ban quản trị. Trong quá trình xây dựng cái khu cư xá Vĩnh Lộc để mà tái định cư người dân thành phố thì đây là cái khu vực cũng khá xa trung tâm. Công ăn việc làm thì cũng không có nhiều để người dân có thể an cư lạc nghiệp. Cho nên đa số người dân trong các cái trường hợp mà phải tái định cư chỗ ở thì người dân lựa chọn cái hình thức nhận tiền và tự quyết định tìm kiếm cái nơi ở phù hợp hơn. Ngoài những căn hộ tại khu tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thì ở khu tái định cư Bình Khánh thuộc thành phố Thủ Đức vẫn còn khoảng 3.800 căn hộ chưa có người vào ở. Để tránh lãng phí, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đã 3 lần tổ chức đấu giá vào năm 2017, 2018 và 2021 với mức giá khởi điểm lần lượt là 8.800 tỷ đồng, 9.100 tỷ đồng và 9.900 tỷ đồng. Tuy nhiên thì cả 3 lần đấu giá đều không thành công vì không có doanh nghiệp nào tham gia. Chính vì thế mà những căn hộ tại đây tiếp tục bị bỏ hoang và xuống cấp, dù mỗi năm thành phố Hồ Chí Minh vẫn bỏ ra hàng chục tỷ đồng để thực hiện công tác vận hành và bảo trì. Đấu giá không thành, điều đó chứng tỏ rằng cái cơ chế đấu giá của chúng ta là nó chưa thực hấp dẫn các nhà đầu tư. Hiện nay Quốc hội đang xem xét để sửa đổi luật đấu giá tài sản thì sẽ có những cái quy định pháp luật nó phù hợp với thực tế hơn và sẽ có cơ chế để xử lý hàng ngàn cái căn hộ tái định cư hiện nay đang bị vô dư. Xét về phương diện pháp luật, phía luật sư cho rằng hiện nay Việt Nam chưa có quy định cụ thể về thời gian sau bao lâu kể từ khi tòa nhà tái định cư xây dựng mà không có người vào ở thì được phép chuyển đổi mục đích sử dụng. Tuy nhiên, về nguyên tắc chung, có thể sử dụng những căn hộ này để bố trí chỗ ở tái định cư cho dự án khác trên địa bàn thành phố hay chuyển đổi thành nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, về vấn đề dự án bị xuống cấp sau hàng chục năm, các bên liên quan sẽ phải có trách nhiệm. Là xác định là những cái tòa nhà đó là tài sản công. Và tài sản công thì theo luật thì phải bảo quản, phải quản lý, phải sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí và tránh thất thoát. Cho nên trong trường hợp mà cái cơ quan tổ chức đơn vị được giao quản lý tài sản công ấy, mà không đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả thì đó là trách nhiệm pháp lý và câu chuyện là phải truy trách nhiệm.
Trước tình trạng giá nhà tại hai thành phố này liên tục bị đẩy cao do thiếu nguồn cung trong thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng nếu có những giải pháp xử lý quyết liệt để những căn hộ tái định cư bỏ hoang được đấu giá hay chuyển đổi mục đích thành công sẽ đẩy một lượng lớn sản phẩm ra thị trường trong thời gian ngắn, từ đó bất động sản sẽ được hạ nhiệt. Thưa quý vị, có một nghịch lý là nguồn cung ở nhà ở thì khan hiếm, giá nhà thì liên tục tăng cao. Thế nhưng lại có đến hàng chục ngàn căn hộ tái định cư đang bị bỏ hoang tại các thành phố lớn, đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhằm cải thiện nguồn cung nhà ở tránh lãng phí thì có nhiều ý kiến đề xuất cần nhanh chóng chuyển nhà tái định cư sang nhà ở xã hội. Tuy nhiên, những đề xuất này lại đang gặp phải nhiều rào cản bởi hàng loạt những vướng mắc trong quy định của pháp luật về hai loại hình là nhà tái định cư và nhà ở xã hội. Có lẽ rằng đã đến lúc cần phải có những quyết sách tổng thể hơn để xử lý được nhà tái định cư bỏ hoang lại vừa có thể đáp ứng được nhu cầu chỗ ở của người dân. Nằm tại quận Hai Bà Trưng, một quận trung tâm của thủ đô, hàng loạt các khu trọ sập xệ, xuống cấp như thế này vẫn tồn tại. Căn phòng chỉ vỏn vẹn chưa đầy 15m², trần nhà lợp tạm bợ bằng những tấm bìa cắt tông. Mức giá chưa đến 1 triệu đồng thì đây là lựa chọn hợp lý của ông Vân khi đi thuê trọ trong suốt 6 năm qua, dù ông biết rằng chỗ ở này không đảm bảo an toàn. Tất nhiên phải lo chứ, phải đề cao cái vấn đề cháy nổ và không an toàn, lụt lội. Tôi cho rằng sắp tới nó cần phải thay đổi rất nhiều trên vấn đề thủ tục thuê nhà và cho thuê nhà. Và những dịch vụ đó tôi cũng có nhắm đến. Những vụ cháy nhà trọ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gần đây như là hồi chuông cảnh báo của loại hình nhà trọ trong khu dân cư. Ai cũng biết là hiểm nguy rình rập, nhưng nếu không thuê ở thì họ sẽ phải sống ở đâu? Trong khi đó, hàng chục nghìn căn hộ tái định cư lại bỏ hoang giữa lòng thành phố, đang khiến nhiều người bất bình. Họ chỉ ước mình sớm được mua hay thuê những căn hộ bỏ hoang như thế này. Ở đâu thì nó có cái mức giá chung thôi, tại vì nếu như mà thu nhập thấp thì nhiều khi an toàn nó lại không đảm bảo cho mình ấy. Nên là tôi vẫn chọn cái mà nói chung là mất tiền nhưng mà mình được cái bảo vệ tính mạng cho mình với cho người thân của mình. Gần 20.000 căn hộ tái định cư bị bỏ hoang ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang gây lãng phí rất lớn, không chỉ xuống cấp, hư hỏng theo thời gian. Những căn hộ bỏ hoang này đang tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng để bảo trì, bảo dưỡng mỗi năm. Tuy nhiên, để chuyển nhà ở tái định cư sang nhà ở xã hội thì không hề đơn giản. Khi những cái thành phố như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mà có đến hàng vạn căn hộ tái định cư đang không có người ở thì đây là một cái sự lãng phí rất lớn. Trong khi rất nhiều người dân mà chúng ta biết có những cái sự kiện đau lòng là người dân còn không được đảm bảo an ninh về phòng cháy chữa cháy, thì có những cái sản phẩm có chất lượng, chúng ta phù hợp với cả luật xây dựng, phù hợp với quy chuẩn xây dựng, phù hợp với cả tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy mà lại đang để lãng phí, thì đó là một cái sự lãng phí có lẽ là rất lớn. Thế còn luật hiện tại thì đang vướng. Theo các chuyên gia, việc đề xuất chuyển đổi nhà ở tái định cư chưa đưa vào sử dụng sang nhà ở xã hội không phải là câu chuyện mới. Nếu thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi này, chúng ta sẽ đạt được hai mục tiêu. Thứ nhất là khơi thông nguồn lực đất đai và tránh gây lãng phí. Thứ hai là đảm bảo nguồn cung nhà ở, cũng như các yếu tố an sinh xã hội. Tuy nhiên, phải kịp thời giải quyết ngay những vướng mắc từ các quy định cứng của pháp luật. Bản thân cái loại hình nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội là hai cái loại hình dự án, hai cái sản phẩm khác nhau. Dẫn đến cái gì, cái quy trình thủ tục pháp lý để phát triển các dự án đó là khác biệt nhau. Vậy khi chúng ta chuyển đổi công năng từ nhà ở tái định cư sang nhà ở xã hội thì dẫn đến câu chuyện là gì, toàn bộ cái thủ tục pháp lý dự án chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại từ đầu. Đây là một cái quy trình nó khá tốn kém về mặt thời gian. Khi chuyển những cái căn hộ tái định cư sang nhà ở xã hội như thế, câu hỏi đặt ra là chúng ta có được phép áp dụng những cái ưu đãi như thế không, thì hiện nay luật không có. Dẫn đến gì, dẫn đến cái không có cái cơ chế để thực hiện. Các chuyên gia cũng cho rằng cần phải có kế hoạch cải tạo, nâng cấp toàn diện nhằm đảm bảo tiêu chuẩn nhà ở đối với các dự án căn hộ tái định cư đã hoàn thiện và chưa được sử dụng. Cần có kế hoạch đấu giá để thu hồi vốn. Lãnh đạo các thành phố cần nghiên cứu mức giá bán phù hợp. Ngoài ra, cần phải có quy định rõ ràng và đồng bộ về việc cho thuê nhà tái định cư, bảo đảm quyền lợi của cả người cho thuê và người thuê. Hàng chục nghìn căn hộ tái định cư bị bỏ hoang đang làm vấn đề nóng trong phiên thảo luận tổ của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội trong kỳ họp đang diễn ra.
Vừa qua, Bộ Xây dựng cũng đã đề xuất chuyển quỹ nhà tái định cư chưa đưa vào sử dụng sang nhà ở xã hội nhằm góp phần tăng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi với ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng về nội dung này. Vâng, trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời chia sẻ cùng với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa ông, với chỉ thị 34 của Ban Bí thư về việc phát triển nhà xã hội thì Bộ Xây dựng sẽ có những lộ trình và giải pháp gì để đẩy nhanh quá trình thực hiện đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân tại các địa phương và đặc biệt là các địa phương mà đang có nhu cầu bức thiết về nhà ở như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay? Chúng tôi hiện nay cũng đã đang thực hiện các cái nhiệm vụ mà trong chỉ thị giao cho. Thứ nhất là vấn đề về hoàn thiện thể chế. Thì chúng ta biết rằng là luật nhà ở năm 2023 thì đã được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2023. Và đến nay thì Bộ Xây dựng đang được giao nhiệm vụ là xây dựng và ban trình chính phủ ban hành 5 cái nghị định. Trong đó đặc biệt liên quan đến nhà ở xã hội thì có cái nghị định quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Về trình tự thì chúng tôi cũng đã trình chính phủ và sắp tới thì cũng sẽ hoàn thiện để làm sao mà ban hành được trong cái dự kiến là cơ sở để cho Quốc hội ban cho phép luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản, luật đất đai có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 thì các cái nghị định này thì cũng sẽ có hiệu lực đồng thời với cả các cái luật nêu trên. Chúng tôi cũng đã đề xuất với cả Thủ tướng Chính phủ về việc là trong công tác tổ chức thì phải có một cái nguồn lực về vốn tài chính để hỗ trợ cho phát triển nhà ở xã hội. Thì theo đó thì Bộ Xây dựng cũng đã kiến nghị với cả Thủ tướng Chính phủ trong cái giai đoạn 24-25 sẽ bố trí đủ nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho các cái đối tượng. Về phía các cái địa phương thì chúng tôi cũng đã đôn đốc các cái địa phương trước hết mắt là phải xây dựng được các cái chương trình kế hoạch hàng năm, 5 năm để đảm bảo được cái mục tiêu mà đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cũng như là các cái chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ nhất trí với cả Bộ Xây dựng phân bổ cho các cái địa phương hàng năm. Để tránh lãng phí nguồn lực về nhà ở thì vừa qua thì Bộ Xây dựng cũng đã có đề xuất về việc chuyển đổi quỹ nhà tái định cư đang chưa đưa vào sử dụng sang nhà ở xã hội. Vậy thì Bộ Xây dựng đã đề xuất phương án chuyển đổi như thế nào để có tính khả thi, thưa ông? Bộ Xây dựng cũng đã đề xuất với cả Chính phủ trong cái dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở thì có cái việc là điều chỉnh công năng của các cái dự án, một số các loại hình dự án. Đối với cả loại hình nhà ở tái định cư thì dự thảo nghị định cũng đã quy định về các cái yêu cầu để đảm bảo cái việc thực hiện chuyển đổi công năng đối với cả các cái dự án nhà ở này. Cụ thể là thứ nhất là phải đảm bảo cái yêu cầu là phù hợp với cả chương trình kế hoạch nhà ở của địa phương. Thứ hai là phải đảm bảo là nhà ở sau khi được điều chuyển công năng thì sẽ được sử dụng một cách hiệu quả, đúng mục đích cũng như là đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế của loại nhà ở được điều chỉnh. Thứ ba là phải đảm bảo là không gây thất thoát tài sản công. Thì đối với cả trường hợp là nhà ở tái định cư chuyển sang nhà ở xã hội thì nếu nhà ở tái định cư mà có cái quy chuẩn, tiêu chuẩn về diện tích mà tương đương với cả nhà ở xã hội thì có thể được chuyển đổi luôn. Còn trường hợp mà nếu mà không đảm bảo cái quy chuẩn, tiêu chuẩn về cái diện tích đối với cả nhà ở xã hội thì chủ đầu tư của cái dự án tái định cư đó có thể đề xuất với cả Thủ tướng Chính phủ là đấu giá đối với cả các cái loại hình nhà ở này. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời chia sẻ cùng với chúng tôi. Chuyện trong ngày của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.